Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Thì hiện tại là gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở trong xã Phú Đức. Hướng đi hẳn này cô chú anh chị thì mình có thể ra ngã tư Long Hồ nè, còn hướng ngược lại thì là mình sẽ đi về chợ Phú Đức rồi nè ha, rồi về Nguyễn Đội đó cô chú anh chị. Chỗ gia đình em đứng thì là gần cái cầu xa nhiên hết ta. Quên cái cầu xin mời quý cô chú anh chị mình cùng đi xem một vòng từ cái cầu này về ngoài là ngã tư Long Hồ, mình xem tình hình có thay đổi gì hay không nha. Sẵn qua đây thì em cũng xin cập nhật 277 trường hợp nhiễm Covid tính đến 7 giờ sáng ngày 9 tháng 1 cụ thể như sau. 168 trường hợp là qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại Vĩnh Long 24, Long Hồ 40, Vũng Liêm 37, Tam Bình 38 và Bình Tân 29 trường hợp. 17 trường hợp qua sàng lọc tại cơ sở y tế và 92 trường hợp là F1 được cách ly tại nhà trước đó. Phía trước cô chú anh chị đó là cầu Sa Nguyên. Cầu Cả Nguyên. Cả Nguyên. Thì đây là quốc lộ 909 không ta? 909 hay gì đó cô chú anh chị nhớ vậy á. Đó. Cầu Cả Nguyên. Ở bên kia là trạm y tế của xã Phú Đức đó cô chú anh chị. Hướng này chạy thẳng ra ngoài bên kia. Ngoài đó là chợ Long Hồ luôn á. Bên đây thì trạm y tế khá là đông vì đây tổ chức hình như là tiêm mũi 3 COVID cho bà con hay sao á. Này rất là đông luôn. Quá trời đông luôn ha. Đây không có chỗ đậu xe cho bà con đậu lì dài mà trong cái đường quá trời luôn ha. Lấy đồ chơi đâu có đâu mà lấy. Đó. Ở đây đang tổ chức tiêm mũi 3 cho bà con. Rất là đông. Đồ chơi gì? Nhưng mà rất là đông luôn. Quá đông luôn ha. Xe mà vòng vòng ở ngoài đây là trên cái trăm chiếc á. Chơi đâu, cho làm gì có đồ chơi. Ở trong khúc này thì còn đồng ruộng nữa cô chú anh chị. Ôi. Đồ chơi mất rồi con ơi. Đó, thì giờ bên đây là nguyên một cánh đồng luôn. Nhìn nó rất là thiên nhiên luôn á. Cho nghe con ơi. Đồ chơi nè. Đồng ruộng này thì rất là rộng luôn á cô chú anh chị. Ở bên đây là đường này thì đường tỉnh nhưng mà xe tải không có thể vô thoải mái luôn á. Cái đường này là nó nối liền qua bên mà của huyện Vũng Liêm luôn á sao của thằng qua tỉnh Vũng Liêm luôn á, qua tỉnh đang thích đi, qua tỉnh đang thích chứ. Bên đây là người ta trồng đậu phộng nè cô chú anh chị. Đây là nguyên một cái vườn đậu phộng luôn, kế bên thì người ta trồng lúa với kết hợp mô hình là ao nuôi cá. Ở trong đó thì có cái nhà của người ta là nhà người ta làm hàng rào bằng là hoa giấy. Giấy rất là mát luôn đó, thiên nhiên. Giờ này thì gia đình nhỏ tụi em hay đi mấy con đường này thì thấy hàng rào hoa giấy rất là nhiều, thiên nhiên dữ lắm luôn. Rất vậy con. Ở bên đây là cũng cây cối rất là nhiều nha cô chú anh chị. Dạ này mình đi đường quê nhiều á là mình sẽ thấy nhà của người ta trồng cây cối rất là nhiều luôn. Cũng là hoa này hoa nọ nhìn rất là đẹp luôn. Cái chỗ này hoa dại nhìn đẹp ghê luôn á nè. Đó. Trời ơi nhìn cái cảnh này nó sắp Tết tới rồi đó. Gió hỏi mát mát rồi, cây cối rồi cỏ rồi mọc. Hoa lá. Đã quá. Phía trước thì có quán gà 7 món 99 nữa ha. Trong đường thì cũng có quán nhậu luôn. Đủ đẹp. Ồ, trước này trồng sen rồi cũng hữu tình quá trời luôn. Đây là trước ao sen là của quán nhậu hay sao á. Ở rồi. Dưới này thì mô hình là có nuôi ốc nuôi cá dưới này nữa. À, nhưng mà ao sen này thì không phải vô cái mùa nở như ở trên Bình Minh của chú anh chị. Ao sen này thì đang tàn rồi. Bên kia là nguyên một vườn rồi. Như là ở dưới là lúa, ở trong đó là người ta trồng vườn dừa với lại là một số cây ăn trái sen kẽ nữa. Ở đây người ta trồng dân họ thì dân họ bây giờ chỉ là mới lú nụ lên thôi chứ nó chưa có lên bông của chú anh chị, cho nên là mình chỉ thấy đám xanh xanh thôi chứ chưa có thấy bông ha. Đó. Hoa giấy này đậm màu ghê luôn trời. Ở phía dưới này thì người ta trồng nước. Ồ, vàng nước đó ha. Ở trong đây thì em thấy là người ta trồng mà đậu phộng khá là nhiều đó cô chú anh chị. Em biết sao người ta trồng đậu phộng nhiều không? Ngày xưa những cái này là những cái nền lúa nè, những cái miếng đất lúa, thấy người ta mới là lên chuyển sang thổ, bơm cát nè. Rồi đậu
trọng thì trồng đất cát rất là thích hợp luôn, cho nên là người ta trồng rất là nhiều. Phía trước thì có bạn chỉ dẫn, quẹo bên tay phải thì mình sẽ đi về Phú An, còn đi thẳng là mình sẽ ra quốc lộ 53 2 km nữa, còn 1 km là mình sẽ về Phú An. À, đúng rồi, rồi mình đang đi ra đường tỉnh lộ 909 đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị quẹo bên đây thì sẽ về Phú An. Mắt kiến mẹ ơi. Nghe rồi mẹ nghe rồi con, nè mắt kiến con nè. Đúng rồi mắt kiến của con á. Đây thì có quán cà phê Đồng Đồng Tiến. Nhân viên cũng rộng nhưng mà hơi nắng một xíu. Cây xanh thì còn chắc chưa có tàn nhiều á. Bên đây nhà người ta thì sẽ bắt qua một cái rạch đó cô chú anh chị. Nên trước cổng nhà ai cũng có một cây cầu hết. Nếu mà có tiền á thì người ta sẽ bơm luôn cái phần trước này. Cũng không, nhưng mà này rất là rộng luôn nên không có bơm ha. Đâu nhiều bơm người luôn. Ta sẽ làm thành cái nhà sàn. Cái trước này là cái con rạch này là của nhà nước luôn á. Ví dụ mình cứ tận dụng dè ra được vài một vài mét thôi, nhưng mà cũng phải là để cái con nước cho nó lưu thông. Phía trước thì thấy bắt đầu sầm uất hơn, tại vì mình chuẩn bị đi ra ngoài quốc lộ 53 rồi cô chú anh chị, ra ngoài bên hàng ngã tư Long Hồ về chợ Long Hồ rồi đó. Đúng rồi. Đây có sửa xe, phía trước thì là cây xăng dầu BDO, xăng dầu của nhà nước. Ấy, cái BDO của nhà nước sao? Nhau. Đây thì nó đang làm, nó đang sửa chữa lại nè cô chú anh chị. Đây này thì còn rất là mới luôn. Nó cháo kem xà beng luôn. Bên đây thì đất ruộng rồi giờ hành nó vừa cũng nhiều ha. Rất nghèo. Ở phía trước là vườn cây giống hoa kiển nữa, cây rất là hoa giấy nó đang nở rất là rộ chỗ đó luôn. Hoa này là rất là hoa quanh năm luôn á cô chú anh chị, vườn kiển người ta bán luôn quanh năm luôn. Trước nhiều hoa giấy nó đầu nở rồi. Ồ, hoa giấy này nở rất là rực rỡ luôn. Ồ, đậm màu ghê. Thế thì có hoa sen, hoa súng nữa. Quá trời đẹp luôn. Ở trong đó thì là cây trang lá bự với là rất là nhiều kiển luôn. Ồ đẹp quá ha. Đây là sen, cái súng, rồi hoa hồng rồi đó. Ồ, hello. Ở phía đây thì là một cái công trình. Công trình này là công trình của nhà điều hành. À, cái này là nhà điều hành sản xuất của điện Long Hồ, đang xây cất luôn cô chú anh chị. Trời ơi, quá hoành tráng luôn. Có một cái nhà nghỉ này đó. Nhà ở phần phía trước rất là hiện đại luôn. À, quá đẹp luôn. Đẹp luôn. Nhà ai bắt qua cây sông này cũng thấy rất là cơi ngơi luôn á. Đã biết sao nhà ta bắt qua đây coi coi chịu vậy không? Thứ nhất á là ngày xưa đất là đất lúa á, nó rẻ thì nếu người ta mua thì đất á nó cập lộ thì sẽ được có thổ cư là được cho cái nhà ở đó. Đó, nhưng mà cái đất á mà cách một cái con rạch đấy là một cái con sông như vậy nè là nó sẽ rẻ tiền hơn cái đất liền như bên đây. Cho nên á là những cái người giàu người ta mua như vậy đó là cách là ở. Bây giờ thấy rất trời ngời khang trang luôn á. Phía trước là hình như là chuẩn bị tới điện máy xanh rồi, thấy cái di động gì đó cô chú anh chị, thấy là các bạn quảng cáo của nó rất là sâu luôn. Hoặc là nó có thể là nó quảng cáo cho những cái ở trong gần Phú Đức rồi đó, gần chợ Phú Đức rồi đó. Ra ngoài đây thì người ta buôn bán nhiều hơn nữa rồi nè. Đây thì có bán bánh mì heo quay, salon cắt tóc, rồi gà nướng muối ớt rồi đó. Đây thì là có một cái vườn mai kiển nè. Wow, sắp tết tới rồi, ở đây có cây mai đang nở bông rất là đẹp luôn, nhưng mà cũng gần tàn rồi nè.
ổn quá ha, ổn quá. Để mình biết sớm một hai bữa nó vô đây mình quay cây mai chắc đẹp lắm luôn á. Trước trước thì có cây mai tàn rất là lớn luôn. Ngày ngày Tết mà mình có đi ngang đây mình quay cây này là đẹp cực kỳ luôn nè. Đây là cây mai đàn dù. Tới bậc cát là thầy nữa nè ha. Ơi. Phía trước là tới bản báo khu đông dân cư rồi đó cô chú anh chị, mình chuẩn bị ra ngoài quốc lộ rồi đó nha. Đây là nhà ta trồng kiển cũng rất là nhiều luôn. Trong đó là người ta trồng mai kiển, phía trước này thì là hoa giấy. Đang sửa lại cái cảnh phía trước nhà đó. Ôi. Đây nguyên vườn hoa luôn. Ồ nhiều á. Rất là nhiều dạng thọ luôn cô chú anh chị. Nguyên một cánh đồng dạng thọ luôn. Sau trong đó thì là cánh đồng bắp. Đó, trong đó là cánh đồng bắp. Nó chưa có lên bông cho nên là mình thấy nó chưa có đẹp cho lắm ha. Nó chưa mới là đậu rồi à. Thì tầm khoảng 10 bữa nữa, hôm nay là tuần 6 rồi cô chú anh chị, có tầm khoảng 10 bữa nữa thì đầu bông nữa mà nó nở để nó mì đón Tết rồi đó. Chó gì con? Chó gì? Phía trước là biển báo khu đông dân cư. Mà đây thì bắt đầu có nhà trọ, quán cà phê, là xe cộ thì nó cũng nhiều hơn nữa. Phía trước mình ở đây nè. Mẹ bên tay phải là vô như là khu nhà ở luôn gì đó. Trời ơi, trước này bông giấy nè. Quá trời quá đất đẹp luôn. Này thì cái bông giấy màu đỏ nhưng mà nó đỏ đỏ biết hay đỏ sao nó nhìn nó đã nó lai lai màu hồng hết ta. Ừ. Chứ nó không phải là đỏ đỏ kia. Nó hồi không biết nói gì luôn. Ở đây thì có một vài cái nhà trọ ở một khu lộ luôn đó anh chị, là có nhà hàng rồi đó. Quán này về già ngoài đây cũng có bán đồ ăn sáng nữa nè. Thì, cũng là có ghé ăn sáng như vậy đây mấy lần lâu lắm rồi nha. Trong đây là khu dân cư đó, hai chỗ này quẹo vô là khu dân cư rồi khu nhà ở của ta về dài trong đây cũng mới là gai à chứ chưa có nhiều lắm. Cái biệt thự ở phía trước là bản chào của xã Phú Đức đó cô chú anh chị, nhưng mà nó chào cái hướng mình đi vô, nó ngồi vô xã chứ nó không có chào mình ngược lại, tức là nó không chào tạm biệt mình. I'm a good bye, see you again ha. Đó, chứ này quán ăn sáng rất là đông nè. Ừ, cháo lòng rồi đó, hủ tiếu. Rồi bên đây là bán cơm tấm nữa nè. Ôi, quá đông khách luôn ha. Phía trước là cầu Kênh Mới, bên tay trái của chú anh chị mình sẽ là trạm y tế của thị trấn Long Hồ. Đúng rồi. Cô chú anh chị đây là trung tâm y tế của huyện Long Hồ luôn. Nó cũng vừa vừa chứ nó không có lớn bằng ở bên của hàng cái nhầm máy đâu. Thấp đó. Phía trước là ngã tư, mình đi thẳng qua bên kia thì mình sẽ về Hòa Thịnh, quẹo bên tay phải thì mình sẽ về Vũng Liêm và quẹo bên tay trái thì mình sẽ đi vô ngoài chỗ phố Vĩnh Long. Rồi đây thì sẽ vào ấp An Lương của xã Long An. Đúng rồi đó. Nhà cửa dài, con đường đó cũng rất là khang trang luôn. Ơi. Thì lâu lắm rồi mình chưa có đi về hướng trên Long Hồ, có hướng trên Vĩnh Long. Hôm nay xin mời cô chú anh chị mình cùng về cái hướng Vĩnh Long luôn, xem là thử Long Hồ mình có làm cái gì để đón Tết hay không nha. Đúng rồi, chứ ở trên Vĩnh Long là đang làm những cái con đường mà trang trí qua đèn lồ lên đó cô chú anh chị, rất là lung linh luôn. Ở đây thì người ta thì chiều nay chắc tụi em sẽ quay cập nhật cái buổi chiều ở Vĩnh Long gửi được tới cô chú anh chị mình nha. Đây thì ta mới nói về xe đèn đỏ nè, đợt trước thì gia đình nhỏ tụi em có nói ở đây thì giao thông nó hơi buổi ổn chiều lộn. À, chạy lộn sừng ẩu chân đúng không? À, bây giờ người ta sẽ gắn đèn giao thông để người ta điều tiết lại giao thông. Thì đợi chút xíu đèn vậy á, nhưng mà thấy mình dễ dàng mình qua lộ được hơn, nó ít có nguy hiểm đó cô chú.
Thì em cũng không biết nữa, nhưng mà thấy cũng rất là đặc biệt á.
bắt đầu chào năm mới năm 2022 rồi. Trong đó thì khá là im ắng luôn, trồng rất là nhiều cây xanh ở trong. À, hôm nay là chủ nhật nữa thì nên là người ta nghỉ nữa. Chưa bán rồi.
nhiều, bây giờ thì cũng đông nhiều rồi nè. Đó, tới đây thì là hết không được ha, mẫu đơn rồi cô chú anh chị. Đây thì người ta không có chia thành con đường nữa ha. Thẳng tới cầu luôn thì sẽ là một đường thẳng thôi. Chùm luôn trời, quá trời đẹp luôn. Phía trước thì mấy có mấy cái dốc cây rất là dị luôn. Trời ơi, nhìn giống như cái con gì vậy đó, khủng long cái gì á. Trời ơi, thấy mai đỡ lần đầu những mũi mùi xuân sang. Con đường hẻm ở bên tay phải nè, mình đi vô cái con đường này là sẽ đi vô cây chôm đó cô chú anh chị. Đó, con đường đi vào cây chôm. Còn bên đây là một cái hồ sen. À, sen ở đây sao thấy không có bông biết gì trơn ha. Ở bên thì đang nở bông rất là đẹp luôn.
bên kia thì buổi sáng là cũng có bán quần áo nữa, là có kè giá hết trơn luôn đó cô chú anh chị. Thấy rồi, còn đâu á đúng không? Quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ thành công trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại video clip mới nhất. Bye bye.